Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Vy Vô Kê. Nghe đến đây thì mọi người cũng biết đó là nhân vật nào rồi đúng không? Đó là YouTuber Khánh Vy, một YouTuber nổi tiếng về lĩnh vực tiếng Anh. Và cái video này là video đầu xuân năm mới năm Tân Sửu. Mình xin được gửi đến toàn thể quý khán giả đang xem cái video clip này của mình một năm mới kính chúc sức khỏe và an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Đầu xuân năm mới, đây cũng là video đầu tiên trong chuỗi series vẽ chân dung người nổi tiếng của mình. Nên mình sẽ lựa chọn một người em rất là đáng quý, một hot YouTuber hiện tại cũng là người em quê hương của mình, đó là em Khánh Vy. Thì hôm nay mình sẽ bắt tay vào vẽ chân dung em Khánh Vy tặng cho em ấy năm mới nhé. Khi các bạn xem cái video clip này thì mình đã thực hiện vẽ tranh chân dung em Khánh Vy vào ngày mùng 1 Tết năm Tân Sửu. Còn cái giọng nói này thì mình quay vào mùng 2 Tết năm Tân Sửu. Cho nên là các bạn có thể nghe được ở xung quanh mình có rất là nhiều tạp âm. Ví dụ như ga bị kêu nè, bởi vì là ở quê mình mà, ở nông thôn. Cho nên là các tiếng như mèo kêu, gà kêu thì chuyện bình thường. Cho nên là mọi người thông cảm nhé. Có thể nghe được là tiếng xe cộ đi lại hoặc như là loa đài của hàng xóm mình mở nhạc cho không khí nó rộn ràng một chút trong ngày Tết. Trước khi mà mình quyết định hoàn thành cái bức tranh chân dung của em Khánh Vy này thì mình đã có thời gian dừng trước trong Tết rồi. Và các bạn có thể thấy đó là chất liệu mình sử dụng ở đây là màu acrylic vẽ trên vải toan. Ở chỗ mình thì mình hay gọi là vải toan, còn nhiều nơi sẽ gọi là vải voan. Tên quốc tế của nó thì là canvas, anh mình không nhớ nhầm thì là thế. Mình đã dừng hình em Khánh Vy ở đây. Nếu như mà đoạn đầu này mọi người xem và Khánh Vy có xem được cái video clip này thì có thể từ từ nhá, bởi vì là khi phát hình lên theo cái cách phát hình của mình thì trông rất là gớm. Ngày mùng 1 Tết thì lúc mình vẽ thì trời rất là ẩm áp, toàn sáu thì có nắng, làm mình mất công phải dừng máy để xét lại cái đo sáng để không bị chạy sáng. Nhưng mà trong quá trình mình vẽ thì có một số đoạn nặng lên và máy thì bắt chạy sáng luôn. Nên là mọi người cũng có thể là thông cảm cho mình những cái lỗi này nhé. Và nếu như mà mọi người có ai về công nghệ thông tin, rành về công nghệ thông tin hoặc là nghề quay phim chụp ảnh ấy, thì có thể là góp ý cho mình để mình hoàn thiện hơn về cái chất lượng của thực phim nhé. Đầu tiên mình sẽ thường lệ thì mình sẽ vẽ về đôi mắt trước, và sau đó sẽ vẽ đến vùng da mặt. Đối chụp về Khánh Vy thì Khánh Vy là một người em quê Nghệ An của mình. Em ấy tốt nghiệp học viện ngoại giao, hiện tại đang là hot YouTuber chủ đề về tiếng Anh. Các bạn có thể vào kênh Khánh Vy Official để nghe những dòng thân thuộc của bạn của em ấy. Mình biết đến em Khánh Vy khi là năm, hình như là năm 2013-14 gì đấy. Em ấy nổi tiếng với hàng loạt video về hot girl bắn 7 thứ tiếng. Từ đấy là em ấy trở thành nổi tiếng luôn. Và hiện tại thì mình đã được ngồi cạnh với người nổi tiếng ở đây. Còn đối xử về bản thân mình, nếu như ai đang xem cái clip này mà nhìn cái các cái kỹ thuật và màu sắc cũng như là cách vẽ của mình như thế nào đó thì có thể thông cảm, bởi vì là mình không phải là người học quá trường lớp về mỹ thuật, mình không được đào tạo bài bản về mỹ thuật. Tất cả những bức tranh và những cái tác phẩm mình vẽ thì được giờ đều là mình từ may mò học hỏi, tìm tòi và học hỏi.
từ YouTube hay là từ các người anh, người chị của mình, là mình cũng vắt óc để suy nghĩ nữa. Cho nên là nếu như anh chị nào là dân chuyên đang xem cái video clip này thì cũng chăm chỉ bỏ qua và có thể góp ý cho mình được hoàn thiện hơn nhá. Khi vẽ bức tranh chân dung em Khánh Vy bằng màu acrylic này, đối với mình thì nó cũng gặp khá nhiều là khó khăn, bởi vì là acrylic là một chất liệu màu rất là nhanh khô, chỉ cần một chút thôi là nó đã khô rồi và sẽ khó bơn lại và sửa lại. Cho nên là mình làm rất cẩn thận, tỉ mỉ từng tí, hầu như là vẽ rất là chậm. Cho nên là các cái video clip đoạn mà mình đã thua nhanh rồi thì các bạn có thể thấy là cái tốc độ nó cũng đang còn hơi chậm một chút, mặc dù mình đã kéo speed lên là 1200 rồi, quả là nhanh rồi, mặc nhanh rồi. Nhưng mà ok, với một người không chuyên như mình thì các bạn cũng thông cảm nhé. À, đặc biệt trong cái video clip này thì các bạn có thể thấy là đầu mình chiếm cái diện tích về thước quay hơi nhiều, bởi vì là mình chỉ quay có một mình. Ống kính của mình là ống kính lens fix, là lens chỉnh đó mọi người, nó chỉ ở một góc thôi và nó là góc hẹp, cho nên là mình không biết setup một cách như thế nào cho nó đẹp và nó dễ nhìn nữa, nên là mọi người cũng thông cảm và để có góp ý với mình thì mọi người cũng góp ý trực tiếp để cho mình setup lại, bố cục lại cái máy quay để cho cả cái thước phim có thể là mượt mà và sinh động cũng như là dễ nhìn, đỡ thấy cái đầu của mình nhiều nhé. Bởi vì ở trong này mình thấy đầu mình bị chiếm cái khung hình rất là nhiều ấy. Cái kỹ thuật mình đang sử dụng ở đây là kỹ thuật vẽ ướt trên ướt. Cái kỹ thuật này mình có tham khảo và học hỏi từ YouTuber nổi tiếng Darian Kallier ở trên YouTube. Cái phương pháp này cũng gây cho mình gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì trước kia mình thường xuyên sử dụng kỹ thuật gọi là kỹ thuật nhiều lớp của sơn dầu, tức nghĩa là kỹ thuật sơn dầu thời phục hưng, sơn dầu nhiều lớp. Nhưng mà nó cũng có cho mình cái lợi thế, đó là mình có thể vẽ ra một cái tác phẩm nhanh và ra video clip nhanh, đỡ gây cho mình là sự nhàm chán và mất đi động lực ra video clip. Và trong cái video clip này là cái video clip đầu tay của mình, cho nên là rất là mong mọi người sẽ ủng hộ mình để cho mình sẽ ra được nhiều cái clip tiếp theo trong năm này nhá. Khi làm cái video clip này vẽ tranh em Khánh Vy, mình gặp cũng khá là nhiều khó khăn, bởi vì là mình chọn hình ở trên trang Facebook cá nhân của em Khánh Vy thì em ấy chụp hình thì rất là nhiều hình xinh, nhưng mà toàn là hình chụp cả người ấy, em ấy chụp toàn thân, cho nên là mình cũng rất là khó khăn để lựa chọn cái hình. Nếu như mà crop lại cái hình thì cái hình bị crop sẽ bị vỡ, nên là cũng khó để vẽ. Và mình lúc mãi thì mới có một tập gọi là gần bản thân một chút. Nhưng mà cái hình đấy thì em ấy lại chỉnh sang màu phim, cho nên là mình rất là khó khăn để lên màu sao cho giống cái bức hình mẫu. Sau một thời gian suy nghĩ thì mình quyết định thôi, mình sẽ lên màu theo ý của mình, và nó không được giống người hình mẫu lắm thì mọi người thông cảm nhé, bởi vì mình không phải dân chuyên mà.
mà tất nhiên là mình sẽ cố gắng trau dồi thêm và học hỏi thêm để tay nghề vẽ của mình ngày càng lên nhá. Ok, đến đây thì mình sẽ chuyển sang giai đoạn vẽ thân và áo. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của mình thì đừng quên ủng hộ mình bằng một like và một subscribe kênh nhé mọi người.
bức tranh mình cũng đã hoàn thành rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip của mình đến tận giây phút này nhé. Và nếu như mà em Khánh Vy có đang xem cái video clip này thì Khánh Vy có thể cho anh một cơ hội sẽ được tặng cái bức tranh này kỷ niệm đến em được không? Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ mình nhé. Đừng quên cho mình một động lực, đó là một like, một share cũng như là một đăng ký kênh để mình sẽ có động lực tiếp tục làm những cái video clip tiếp theo nhé. Hẹn gặp tất cả mọi người ở cái video clip tiếp theo.